Xin chào cô bác anh chị em nha. Hôm nay em quay cho cô bác anh chị em xem tham khảo cái động cơ Kubota. Kubota này là D782 các bác anh chị em. D782, con này quá mới các bác anh chị em ơi. Xanh lè luôn. Chân cẳng còn đầy đủ quá em ha. Đây này về chân cẳng không có thiếu nha. Bô ấm nè. Cái bô này nó làm mẫu giống như là mấy thằng 105, 105 quá em. Rất là êm ha. Trên nắp cò thì có gỗ nhẹ quá cho em ha. Bô lửa đen cạnh luôn. Ốc tán còn xanh, nó còn xanh, màu xanh chưa có rỉ sét quá em. Lốc máy để 78 nha. Nó 78 thì nó để 78 chứ không phải là này, nó kêu là Kubota 78 quá anh em, chứ không phải là cái lồng 78 ly quá anh em ha. Cái lồng chắc không tới, em cũng không có nắm rõ thằng lồng bao nhiêu, nhưng mà nó không tới 78 ly đâu. Nhiều người hiểu sai cái lồng 78 á, không phải nha. Con này thì em bán em bao zin nguyên bản bán cho em nha. Nó có tắt điện đầy đủ, đợt này về nó không thiếu gì hết nha. Nó thiếu mình cũng phải chịu thôi, cũng không có gắn vô. Mấy cống nước nè. Nhìn thấy trong vàng khè, chưa có đóng nước, đóng quá chưa, chưa có đóng sình, đóng bụng sình gì hết. Mấy con ốc bắt độ nè, cái là mới nha mấy nha ha, ken luôn. Máy này nói chung là đạt á, máy này giờ chất lượng 95%, quá mới. Đề máy đi con, em đề máy cho quá cho em nghe tiếng máy, xem có nhu cầu sử dụng á, ủng hộ giùm em. Cái đặc trưng của cái bô này nó nổ tiếng nha, quá chưa em nghe nó nổ ha, giống như 1105 cũng vậy. Mới tin bao giờ ha, nó là mới. Giờ nó kiểu miếng cây không? Rất là êm quá chưa? Nó còn chỉnh nhỏ quá chưa ha? Mà cái ga của nó bị niêm yết hết rồi. Quá chưa em về cũng chỉnh nhỏ, chỉnh lớn vậy đó, tùy quá chưa em ha? Máy này như mới quá chưa em? Quá chưa em xem video và thấy kênh em bên em bán máy quá chưa em hài lòng á. Quá chưa em cái kênh ủng hộ giúp em ha. Khi nào em có một cái động cơ nào đó chất lượng á, quay lên quá cho em tham khảo xem, nếu mà hài lòng thì ủng hộ em. Thì động cơ này giá nó trên 10 triệu quá cho em ha, trên 10 triệu. Bác cho em nhu cầu sử dụng thì alo giùm em sẽ báo giá trực tiếp cho nó rõ ràng hơn. Sẽ bao gồm phí vận chuyển. Con này thì để em coi công suất của nó. Con này thì 0.77, thì con này nó hồi nào khoảng 18 ngựa bác chị em, 18 ngựa nha, dòng tua nó 3.6 nha, 3 ngựa 3.6 đó, tua rất là nhanh. Con này phù hợp cho bác chị em chạy vỏ nhỏ nhỏ rồi ha, rất là êm. Thôi em xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo nha.